xin chào quý cô chú anh chị cùng các bạn đã đến với video review sản phẩm. Ngày hôm nay ở trước mặt em và trước công ty tại địa chỉ 258 Phạm Văn Đồng có một chiếc máy bơm nước sử dụng đầu nổ D10. Với dòng sản phẩm này thì mình có thể sử dụng để bơm nước công nghiệp. Sản phẩm ngày hôm nay Vinmark lắp đặt cho khách hàng đó là dòng đầu nổ D10 mát có. Ngoài ra thì quý khách hàng có thể sử dụng và lựa chọn các cái loại đầu nổ với công suất khác nhau cũng như là các cái đầu sen bơm ra khác nhau. Sản phẩm ở đây khá là nặng, thế nên là đã có sự kết hợp khung bánh xe khá là chắc chắn, phần tay cầm đẩy giúp người sử dụng máy có thể di chuyển máy một cách rất là dễ dàng. Di chuyển một con máy hơn 100 cân một cách cực kỳ là nhẹ nhàng từ địa điểm này qua địa điểm khác. Với sản phẩm này có phần đầu nổ ở đây, như đầu em có giới thiệu đây là đầu nổ D10 mát gió và sử dụng nhiên liệu là nhiên liệu dầu. Với cái sản phẩm này khách hàng yêu cầu là lắp đề nổ, chỉ cần cắm chìa khóa vào thôi là chúng ta có thể sử dụng đề được. Hoặc ví dụ như những đơn vị, những anh chị nào mà mình muốn tiết kiệm chi phí thì mình có thể sử dụng dòng quay tay. Mọi người sẽ gắn cái cần quay vào đây và chúng ta sẽ quay máy. Bên đây là đầu sen bơm nước, thì tại vị trí này thì chúng ta sẽ gắn dây cấp nước. Và ở bên trên này thì mọi người có thể là gắn bạt ra nước, hoặc là mọi người có thể để trực tiếp như này để chúng ta nước có thể bơm ra. Sen ở đây có họng là 10. Ngoài ra thì mọi người có thể đặt với các cái kích thước khác nhau. Đầu nổ và cái phần sen này sẽ được kết hợp với nhau bằng trục liền ở đây ạ. Khách hàng muốn sử dụng trục dây Cura, Vinmark sẽ làm và đáp ứng nhu cầu của mọi người. Mình đang có cái ống vào. Đây là cái phần ống vào này. Ống này là ống cao su khá là dày với nhiều lớp. Mọi người có thể đi đến cái phần đầu ở đây để chúng ta có thể xem được độ dày. Quan sát thấy là cái phần ống khá là dày và cái cao su được kết hợp giữa nhiều lớp khác nhau. Ống vào của chúng ta đang là 4 mét. Và khi mà mọi người mua máy thì sẽ kèm theo một cái chõ lọc như thế này nữa. Ta bơm nước các cái rác thải này, các cái cặn này, nó sẽ không đi vào ống, đi vào buồn bơm gây tắc. Đây là dây bạt ra. Như lúc đầu em có nói là mọi người có thể sử dụng đẩy ra trực tiếp, hoặc mọi người có thể sử dụng bạt để mang nước ra đi xa hơn. Với cái model VM1010 này thì cái lưu lượng của nó sẽ là 140 cm³/giờ. Cái cột áp đẩy sẽ từ 5 đến 7 mét. Lưu ý với khách hàng khi mà chúng ta sử dụng chiếc máy này, trước khi vận hành thì mọi người đổ nhớt này, đổ dầu đầy đủ. Và chúng ta phải kiểm tra các cái bộ phận, các cái chi tiết. Cái con ốc nào bị lỏng thì mọi người sẽ siết chặt lại. Sau đó thì chúng ta sẽ khởi động máy. Và khi chúng ta khởi động máy thì mọi người sẽ để máy chạy không tải từ 3 cho đến 5 phút. Để máy đã ổn định thì mọi người sẽ dần dần sẽ tăng tốc và tăng tải. Lưu ý khi mà mình vận hành chiếc máy này, ngay từ đầu khi khởi động mọi người đừng có tăng tốc và tăng tải vội. Điều đấy sẽ làm giảm tuổi thọ của máy. Máy vận hành thì có hai điểm lưu ý mọi người cần phải chú ý đến. Đầu tiên là cái lượng khói ra. Mọi người để ý cái màu khói ra. Ví dụ như cái màu khói mà nó có đen, chúng ta phải giảm cái tốc độ xuống để chúng ta kiểm tra, chúng ta kiểm soát được cái màu khói ra. Thứ hai là chúng ta nghe cái tiếng nổ của máy. Nếu trong trường hợp mà tiếng nổ nó bất ổn, nó khác thì mọi người phải ngừng máy lại để chúng ta tìm cái lỗi và tìm nguyên nhân. Hoặc là trực tiếp mọi người sẽ liên hệ đến kỹ thuật viên của Vinmark để cùng nhau kiểm tra, để tránh những cái rủi ro gây ra và tránh những cái thiệt hại. Thì để mà an toàn nhất cho sử dụng thì mọi người lưu ý là sau 50 giờ sử dụng đầu tiên thì mọi người sẽ thay nhớt. Đến 50 giờ tiếp theo thì mọi người sẽ thay tiếp và chúng ta sẽ kiểm tra các cái bộ phận chi tiết của máy. Mấy cái sản phẩm này thì được ứng dụng cực kỳ là cao trong các cái nhà máy xí nghiệp, hoặc là ngay những hộ gia đình làm với cái nhu cầu lớn thì mọi người cũng có thể sử dụng chiếc máy này. Vinmark làm theo đơn đặt hàng của quý khách hàng. Nhu cầu của mọi người như nào thì mọi người chỉ cần liên hệ trực tiếp tới số hotline 024-3838-3456, hoặc có thể là truy cập vào website maymocviet.vn. Để tại đó thì mọi người có thể tham khảo các cái mẫu mã, cái sản phẩm của Vinmark đang hiện hành ở trên thị trường. Và cảm ơn quý khách hàng, quý cô chú anh chị và các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau. Chào tạm biệt.